dạo này người ta lùng bắt chó ở khắp nơi. Giờ này chắc bà Tắm lên phường chuột chó rồi. Bỗng ơi, mày chết với bà. Bồng bồng bang bang lên ăn cơm, cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Trời ơi, sao không thấy con bóng nào hết vậy ta? Sao đây? À, có cách rồi. Nhỏ lớn mới biết nước cá. Trời má, con giỏi quá má ơi. Thiệt tình, nhà người ta có một con cá thôi hà, mà nó cũng nở lòng nào nó bắt lên nó ăn được. Con này nó ác gì ác dữ vậy trời. Mà nó cũng hư ghê. Trời ơi, tao nói người lớn ngồi đóng ở đây mà nó không mời ăn, nó ăn một mình. Xong. Ủa, ngươi thấy ta hả? Trời ơi, Bụt nghĩ sao vậy Bụt? Bụt bự chà bá như vậy làm sao mà con không thấy cho được. Ủa thấy hả? Dạ, mời Bụt ăn chung với con cho vui. Ủa mời ta ăn thiệt á hả? Dạ. Trời ơi, ăn đi Bụt. Trời ơi, ngon ghê luôn. Thơm à. Ngon Bụt. Ngon. Trời ơi, cá này nuôi bằng cái gì mà ngon vậy? Ta nói, một bữa con ăn 3 chén cơm, một ngày ăn có 9 chén, phải chích ra một nắm để cho nuôi nó ăn. Trong khi đó hả, còn phải bồng bế nâng niu tưng tiêu nựng nịu nó. Thịt ngon là phải rồi. Công nhận nha. Tao nói hả, thịt ngon nó béo dễ rồi. Béo luôn. Dễ sợ mà thơm gì đâu, tao nói đã ghê đó. Ngon quá. Bụt ơi. Ngon gì? Ngon không? Ngon không? Ngon chứ, trời ơi. Dạ. Xong chưa? Thôi nè, ăn xong hết nè, còn bộ xương không nè. Vậy hả Bụt? Ừ. Bà Tắm ơi, ông Bụt băng hết cá của bà rồi. Trời đất ơi, Tắm ơi, im miệng. Trời đất ơi, tự nhiên ngươi đưa con cá tao ăn cho đã rồi ngươi la làng là sao? Bụt, bóng người ta nuôi người ta nựng nịu tưng tiêu cưng thương như vậy mà Bụt ăn hết bóng của người ta. Trời ơi, nhà người ta có một con bóng. Mẹ ơi, ông Bụt ăn hết bóng của mẹ rồi. Im lặng đi. Trời đất ơi, ngươi cứ la làng gọi như vậy làm sao mà được. Thôi được rồi, bây giờ vậy đó, trả cái bộ xương lại cho ngươi nè. Bây giờ ngươi nói đi, ngươi thích gì ta sẽ tặng cho ngươi. Vậy hả Bụt? Coi như ta đền là con cá. Được chưa? Dạ. Để coi. Giờ sao, muốn cái gì? Nói đi. À, có rồi. Bụt, số là hoàng tử gửi mail cho con. Hả? Mail gì? Mời con đi đến dự buổi dạ tiệc tối nay. Trời ơi, bà quan tưởng vừa vừa thôi. Cái mà hả, cái thư đó là hả, hoàng tử mời cho toàn dân, ai cũng nhận được, chứ đâu phải riêng mình bà đâu mà bà gửi nó hết cho mail cho con. Trời ơi, ghê. Nhưng mà con chưa có bộ đồ nào, tôi nói nó đẹp thiệt là đẹp để mà con đi giữ hết á. Không có bộ nào nó fashion, Bụt có stylist nào Bụt tư vấn cho con rồi. Giờ muốn có đồ đẹp đúng không? Dạ. Đi dự hội đúng không? Dạ. Rồi, khỏi cần stylist luôn, ta sẽ giúp cho con liền. Vậy hả Bụt? Hãy xem đây. Đẹp quá. Đẹp hả, đẹp ha? Dạ, đẹp quá. Đây là hàng mới của ta đó. Trời ơi, con ngồi cây chi nữa, đi ra ngoài kia đứng. Dạ. Nhanh lên. Đứng yên đó, để ta vẽ ra nè. Từ từ, sách xong rồi, đợi xíu. Hey. Sao? Thích không, thích không? Bụt cho con mặc cái gì vậy? Trời ơi, Bụt ơi, chết con rồi. Con đi lễ hội con kiếm trai. Bụt cho con mặc cái này, vô trong trai nào nó kiếm con. Y như đi Halloween vậy hả? Ờ, không biết gì hết trơn á. Đây là cái đồ của cái phim á, đang hot lắm luôn á. Mình phải đu theo phong trào chứ. Muốn biết gì đâu. À? Không thích hả? À? Bụt đổi bộ khác cho con đi. Thích thôi, vô lại, vẽ lại. Từ từ. Cái gì vậy? Ta tiện đi ra. Đồ dâm Bụt. Dâm Bụt cái gì? Vô duyên hả? Người ta chưa có vẽ xong rồi tiện đi ra rồi nói người ta dâm Bụt. Thôi kiếm bộ khác cho con đi. Đi vô lại. Người ta vẽ ra nè. Đứng yên đi. Đẹp quá à. Sao thích không? Bụt, con nói nghe nè. Ôi, Bụt, này gì vậy?
Ôi, đẹp quá men. Giờ mới biết hả? Đúng là lúa quá men. Ôi, đẹp quá, sáng ghê luôn. Từ nay có cái này ha, cũng vẽ gì vẽ, cũng làm gì làm, mặc gì thì mặc. Đúng rồi. Con là cám, con phải xài nó tám. Cho con cái bụng, quan tấu cho đi. Ê, trời ơi, trả cái điện thoại lại cho ta. Nè, con cám.